Xin chào quý vị và các bạn. Quý vị đang theo dõi chương trình cập nhật thông tin thời sự nổi bật trên kênh YouTube Báo Sài Gòn Giải Phóng. Ngay sau đây là những nội dung chi tiết. Mời quý vị cùng theo dõi. Giáng sinh năm nay, thủ đô Hà Nội đón thời tiết lạnh buốt, nhưng không vì thế mà đồng bào Công giáo và nhân dân thủ đô thiếu vắng đi mùa Giáng sinh an lành, vui tươi, mà trái lại, trên khắp nẻo đường từ trung tâm thành phố đến các huyện ngoại thành, không khí đón mừng ngày lễ vẫn rộn ràng, tưng bừng. Dù là người theo đạo Công giáo hay không theo đạo, mọi người dân đều chung niềm vui, dành cho nhau sự ấm áp, yêu thương. Thông tin ghi nhận từ báo tin tức. Từ 18 giờ chiều 24 tháng 12, người dân ra đường mỗi lúc một đông hơn so với mọi ngày. Đông nhất là các khu vực có nhà thờ do giáo dân đến dự thánh lễ đêm Giáng sinh và người dân đến tham quan. Trên các tuyến phố thủ đô được trang hoàng đèn hoa rực rỡ. Đặc biệt, tại các khu vực có nhà thờ như nhà thờ lớn Hà Nội, nhà thờ Hàm Long được trang trí là các hang động, cây thông Noel lung linh sắc màu. Nhiều người dân, nhất là các gia đình, bạn trẻ đến các nhà thờ, xóm đạo để tham quan, check-in, lưu giữ lại khoảnh khắc Giáng sinh. Những ngày này, bà con giáo dân ở giáo xứ Thạch Bích, xã Bích Hòa, huyện Thanh Oai đang rộn rã niềm vui đón mừng ngày lễ lớn của đồng bào Công giáo. Công việc thường ngày tạm thời giảm bớt, mọi người cùng nhau trang hoàng nhà cửa, chung tay trang trí đèn màu trên khắp ngả đường tại giáo xứ và đặc biệt là nhà thờ Thạch Bích. Bởi vậy, khu vực nhà thờ và nhà giáo dân xung quanh trở lên lung linh, ngập tràn sắc màu. Là xứ đạo lớn lâu đời của Tổng giáo phận Hà Nội với khoảng 8.000 giáo dân, giáo xứ Thạch Bích luôn nêu cao tinh thần sống tốt đời đẹp đạo, bà con tích cực phát triển kinh tế, đóng góp vào các hoạt động xã hội, chung sức, đồng lòng xây dựng quê hương. Tại giáo xứ Hà Hồi, huyện Thường Tín, bà con Công giáo đang rộn ràng đón Giáng sinh. Nơi đây có hơn 1.800 nhân khẩu là đồng bào Công giáo, luôn một lòng đoàn kết, xây dựng gia đình hạnh phúc, quê hương giàu mạnh. Năm nay, thu nhập bình quân của người dân trong xã Hà Hồi đạt 72 triệu đồng một người một năm. Toàn xã không còn hộ nghèo là đồng bào Công giáo. Đặc biệt, năm nay xã Hà Hồi hoàn tất các tiêu chí cuối cùng, đủ điều kiện để được công nhận là xã nông thôn mới kiểu mẫu. Niềm vui càng nhân lên đối với người dân trong xã và đồng bào Công giáo. Nhiều năm qua, các cấp ủy Đảng, chính quyền thành phố Hà Nội cũng như quận huyện, thị xã luôn quan tâm nâng cao chất lượng đời sống, bảo đảm an sinh xã hội cho người dân nói chung và đồng bào Công giáo nói riêng. Hàng năm, thành phố cũng như các địa phương thường xuyên tổ chức các đoàn thăm hỏi, chúc mừng các vị chức sắc tôn giáo và bà con giáo dân. Cùng với đó, thành phố chú trọng xây dựng và duy trì mối quan hệ cởi mở, gần gũi, ứng xử chân tình giữa cấp ủy, chính quyền, mặt trận tổ quốc và các đoàn thể với tổ chức và chức sắc tôn giáo. Nhân dịp lễ Giáng sinh 2023 và chuẩn bị chào đón năm mới 2024, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến đến thăm, chúc mừng giáo phận Hưng Hóa, thị xã Sơn Tây, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn đến thăm tặng quà, chúc mừng Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam thành phố Hà Nội. Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong cùng đoàn đại biểu thành phố Hà Nội đến thăm, chúc mừng Hội Thánh Tin lành Việt Nam miền Bắc và Hội Thánh Tin lành Hà Nội. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Lê Hồng Sơn đến thăm chúc mừng giáo xứ Thái Hà, quận Đống Đa. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền đến thăm chúc mừng các nữ tu sĩ dòng Mến Thánh Giá Hà Nội. Tại các cuộc thăm hỏi, lãnh đạo thành phố Hà Nội gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến các vị chức sắc tôn giáo và bà con giáo dân một mùa Giáng sinh an lành, hạnh phúc, đồng thời ghi nhận sự đóng góp của các vị chức sắc và bà con giáo dân trên địa bàn Hà Nội vào những kết quả nổi bật trong phát triển chung của thành phố, cũng như đánh giá cao phong trào thi đua yêu nước của đồng bào Công giáo thủ đô ngày càng mạnh mẽ, có chiều sâu, hình thức phong phú. Lãnh đạo thành phố mong muốn, với uy tín và trách nhiệm của mình, các vị giám mục cùng các linh mục, tu sĩ tiếp tục quan tâm, hướng dẫn, vận động đồng bào Công giáo thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, phát huy hơn nữa truyền thống yêu nước, đoàn kết, tương thân tương ái, thực hiện tốt luật tín ngưỡng tôn giáo, tiếp tục đóng góp xây dựng quê hương đất nước ngày một đổi mới, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc ngày càng vững mạnh. Đêm Giáng sinh năm nay, đường phố Hà Nội rực rỡ những sắc màu của đèn trang trí, những cây thông Noel, ông già tuyết và những hộp quà lớn nhỏ. Các ngã đường dẫn vào trung tâm thành phố, dẫn vào những nhà thờ của người Công giáo chật kín người xe. Dù thời tiết giá lạnh, dù lượng người đông đúc nhưng không khí vẫn tràn ngập sự ấm áp, an lành. Nhà thờ lớn nằm trên phố Nhà Trung, quận Hoàn Kiếm luôn là tâm điểm của lễ Giáng sinh hàng năm và là nơi mọi người thường tìm đến vui chơi, tận hưởng không khí Giáng sinh. Dịp này, nhà thờ lớn được trang trí từ rất sớm, nổi bật với cây thông Noel cỡ lớn, trang trí bắt mắt và một tiểu cảnh nơi Chúa Giáng sinh được dựng lên cạnh tượng Đức Mẹ.
đêm Noel, lượng người đổ về nhà thờ lớn rất đông để tận hưởng không khí vui tươi, nghe tiếng chuông nhà thờ ngân vang, hòa quyện cùng những bài thánh ca. Còn tại nhà thờ Hàm Long, nằm trên phố Hàm Long, quận Hoàn Kiếm, cũng rực rỡ bởi hàng nghìn ngọn đèn trang trí lung linh. Hòa trong dòng người vào lễ tại nhà thờ Hàm Long, chị Chu Thanh Hiền, trú tại phố Huế, quận Hai Bà Trưng chia sẻ. Chị thường đến nhà thờ Hàm Long trong những dịp Giáng sinh vì gần nhà, nơi đây không quá ồn ào mà vẫn tận hưởng trọn vẹn không khí ngày lễ. Sau khi lưu lại những khoảnh khắc đẹp, chị Hiền cho biết Giáng sinh giờ không chỉ là ngày lễ của những người công giáo mà còn là ngày vui của mọi người dân. Bởi tất cả đều hướng đến sự an lành, may mắn, cuộc sống tốt đời đẹp đạo. Trong dịp này, nhiều địa điểm vui chơi, giải trí trên địa bàn thành phố Hà Nội cũng trang hoàng lộng lẫy, tổ chức các hoạt động vui đón Giáng sinh, tạo niềm vui đến cho mọi người, tạo ra những tích cực trong cuộc sống để ngày càng trở nên ý nghĩa hơn. Các trung tâm thương mại lớn ở Hà Nội như Tràng Tiền Plaza, Vincom Bà Triệu, Time City, Royal City, Lotte Mart, Aeon Mall được trang hoàng bởi những cây thông khổng lồ và hình ảnh tuần lộc, ông già Noel, đèn LED trang trí nhằm thu hút người dân và du khách đến vui chơi mua sắm. Tại Vincom Bà Triệu, mọi người được thưởng lãm nhiều hoạt động giải trí như biểu diễn xiếc của ông già Noel và công chúa Tuyết, ngắm nhìn con đường tuyết được tạo ra bằng ánh sáng xanh mờ ảo, cùng chiêm ngưỡng những chiếc xe tuần lộc độc đáo. Tại Time City cũng được trang trí tinh tế với các phong cảnh đặc trưng của ngày lễ Noel như tuần lộc, ông già Noel, cây thông và nhiều hình ảnh khác. Đặc biệt, khu nhạc nước mang lại trải nghiệm hấp dẫn cho mỗi người dịp mùa Giáng sinh. Dù đón Giáng sinh ở các nhà thờ hay ở các khu vui chơi, các không gian đi bộ, thậm chí ở những con phố chuyên kinh doanh đồ Giáng sinh, thì đọng lại vẫn là niềm vui, sự an lành cho một dịp lễ ý nghĩa. Tại thành phố Hồ Chí Minh, từ chiều 24 tháng 12, trong tiết trời se lạnh dễ chịu, dòng người, xe tấp nập từ các hướng đổ về các tuyến đường trung tâm, nhà thờ cũng như các khu xóm đảo để vui chơi mừng Giáng sinh. Không khí tại xóm đạo trên đường Phạm Thế Hiển, quận 8 náo nhiệt, dòng xe nối đuôi nhau di chuyển từng chút một. Lực lượng cảnh sát giao thông, dân quân tự vệ có mặt từ sớm để điều tiết giao thông, đảm bảo an ninh trật tự. Nhà thờ giáo xứ Bình Thái, đường Phạm Thế Hiển, quận 8 được trang hoàng rực rỡ, nhiều tiểu cảnh đầy màu sắc ngay từ cổng vào. Phía bên trong nhà thờ, dòng người xếp hàng ngay ngắn, từng hồi chuông ngân dài, thánh lễ vọng mừng Chúa Giáng sinh bắt đầu. Chị Mai Anh, quận 8 cho biết, tại các nhà thờ trên địa bàn quận, hàng đá được trang trí rất đẹp nên thu hút đông bạn trẻ đến chiêm ngưỡng chụp hình. Tương tự ở các xóm đạo đường Thống Nhất và Lê Đức Thọ, quận Gò Vấp, khu vực giáo xứ Nghĩa Phát, Chí Hòa, Lộc Hưng, quận Tân Bình hay những nhà thờ nổi tiếng như Tân Định, quận 3, Fatima, Bình Triệu, thành phố Thủ Đức cũng rất đông người dân đi lễ vui chơi. Về khuya, lượng người đổ về khu vực trung tâm càng lúc càng đông. Trên đường Nguyễn Huệ, Lê Lợi, Đồng Khởi, biển người chật cứng. Nhà thờ Đức Bà là một trong những địa điểm vui chơi Giáng sinh được yêu thích nhất. Dù vẫn chưa tu sửa xong, nhưng nhà thờ vẫn được trang hoàng đèn, tiểu cảnh rực rỡ, thu hút đông đảo người dân đến vui chơi, chụp ảnh. Cạnh nhà thờ Đức Bà là bưu điện thành phố Hồ Chí Minh, cũng thu hút các bạn trẻ vui chơi, giao lưu âm nhạc và check-in nhộn nhịp. Tại phố đi bộ Nguyễn Huệ và các trung tâm thương mại lớn như Diamond Plaza, Vincom Đồng Khởi, Saigon Center, du khách, người dân đổ về tham quan, vui chơi, chụp hình rộn rã. Ngày 24 tháng 12, Công an thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạo các phòng nghiệp vụ phối hợp công an các quận, huyện, thành phố Thủ Đức bố trí 100% lực lượng chốt chặn, tuần tra, kiểm soát, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông cho người dân đón Giáng sinh an lành. Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạo các đội, trạm khẩn trương rà soát các tuyến đường thuộc địa bàn phụ trách, bố trí lực lượng tăng cường tuần tra, kiểm soát, không để xảy ra ùn tắc giao thông, tạo điều kiện cho người dân vui chơi Giáng sinh. Tại các xóm đạo, nhà thờ, người dân dựng một số hang đá, trang trí đèn sáng, đều có đông lực lượng cảnh sát giao thông, công an, dân quân, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh để trở thành người đầu tiên theo dõi những thông tin mới nhất trên kênh YouTube Báo Sài Gòn Giải Phóng. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.